YouTube thả ga chỉ với 9K. Năm 2020 có lẽ là một năm hạn đối với Quang Hải, khi mà câu chuyện nhún nhảy trên Hồ Tây vẫn còn chưa thực sự lắng xuống, thì quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 lại tiếp tục vướng vào scandal cao lên vài phần. Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao, những lùm xùm bên ngoài sân cỏ có thể khiến phong độ của Hải còn ảnh hưởng trong bối cảnh cuộc đua ngôi vương của V-League đang đến đoạn nước rút. Còn nhớ cách đây vài tháng, khi những đoạn chat nhạy cảm bị lộ, Quang Hải đã trải qua chuỗi 4 trận tịt ngòi liên tiếp và kéo dài hơn 1 năm tịt ngòi tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. May thay, đúng vào thời điểm đó, các giải đấu của Việt Nam bị hoãn lại do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Và khi trở lại, Hải còn đã ngay lập tức ghi cú đúp vào lưới của xổ số kiến thiết Cần Thơ tại vòng tứ kết cúp quốc gia. Từ đó tìm lại được phong độ đỉnh cao với tổng cộng 4 bàn thắng trong 3 trận tứ kết, bán kết, chung kết, giúp Hà Nội FC giành chức vô địch giải đấu này. Tuy nhiên, khi mà phong độ của Quang Hải kéo dài đỉnh cao chưa lâu sau scandal nhún nhảy, thì giờ đây, cầu thủ sinh năm 1997 lại phải đối diện với câu chuyện bị cắm sừng. Kể từ đầu năm 2020, Quang Hải nếm trải những điều tồi tệ nhất của một cầu thủ trẻ. Chữa trị chấn thương mắc từ SEA Games 30, vướng vào scandal cá nhân có thể làm chôn vùi danh tiếng và ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân. Còn Hà Nội của anh thì khởi đầu không tốt tại V-League. Đối mặt với những điều đó, Quang Hải được bảo vệ trong tập thể Hà Nội, một đội bóng giao thành tích để không bị tổn thương vì sự cố của một ngôi sao. Trong tập thể ấy, Quang Hải cũng không phải là trung tâm ở khía cạnh chiến thuật và vì thế anh được đội bóng bảo vệ bằng nhiều cách. Và như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận xét, chỉ cần Hải chơi tốt, mọi thứ sẽ ổn. Tôi cho rằng là Quang Hải là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng hy vọng cái điều này anh ấy sẽ sớm vượt qua được, nó không ảnh hưởng đến phong độ của Quang Hải. Cách tốt nhất với Quang Hải lúc này đấy là âm thầm chứng tỏ năng lực của mình. Khi một cầu thủ đá tốt, ghi bàn liên tục, có những bóng thăng hoa thì người ta sẽ quên đi những chuyện bề lề. Bởi vì nói chung nghề của anh là nghề đá bóng và cái mà người ta cần nhất là anh phải hiện tốt trên sân cỏ. Quang Hải liệu sẽ quay xe hay nhờ cặp sừng mà chạm tới đỉnh cao? Quả bóng vàng 2018 lại một lần nữa chìm vào khó khăn trong sự nghiệp hay sẽ gạt bỏ qua mọi thứ để bước tiếp? Câu trả lời sẽ chỉ được giải đáp bởi Quang Hải bằng những màn trình diễn trên sân cỏ. YouTube thả ga chỉ với 9K.